Nhạc sĩ Mạnh Trí sinh ra tại thành phố Đà Lạt. Sau đó anh đã theo gia đình về Đắk Lắk sinh sống. Hiện nay nhạc sĩ đang là giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk và là một trong số các tác giả âm nhạc chuyên nghiệp ở khu vực Tây Nguyên. Cảnh sắc, con người và những nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất Tây Nguyên huyền thoại đã làm cho bao trái tim người nghệ sĩ đắm say và gắn bó. Nhạc sĩ Mạnh Trí cũng không ngoại lệ ấy. Bởi văn hóa và âm hưởng của những nhạc cụ dân tộc truyền thống Tây Nguyên đã lôi cuốn, thôi thúc sáng tạo, rồi trở thành một phần cuộc sống của anh lúc nào chẳng hay. Thế rồi, Mạnh Trí đã tự học cách chơi các loại nhạc cụ và tập tành sáng tác để làm phong phú thêm các nhạc phẩm của mình. Cùng với một tài năng và sức sáng tạo không ngừng mệt mỏi, anh đã gửi hết nỗi lòng, tình yêu của mình dành cho mảnh đất này qua từng bài ca giai điệu mượt mà, làm đắm say lòng người. Trăm năm rồi em mãi bên ta, vẫn nồng nàn, vẫn chưa chán trên vùng đất đỏ Ba Gian. Xin chào nhạc sĩ Mạnh Trí, là một trong những tác giả âm nhạc chuyên nghiệp đang công tác ở khu vực Tây Nguyên. Thì có lẽ người yêu nhạc đều biết đến, nhưng hành trình đến với âm nhạc của anh như thế nào thì không phải là ai cũng biết. Nhân cái buổi trò chuyện hôm nay, anh có thể chia sẻ một chút về cái điều này. Việc tôi đến với âm nhạc không phải là một sự ngẫu nhiên đâu. Thì vì cả truyền thống gia đình tôi là đều là hoạt động âm nhạc, từ bố cho đến các anh chị, từ thời phổ thông. Nhưng sau ngày giải phóng miền Nam thì là tôi đi làm việc ở kinh tế nhà nước. Nhưng mà cuối năm 75 thì có một cái đoàn ca múa ở ngoài Hà Nội vào biểu diễn cho tỉnh Đắk Lắk, một cái đoàn văn công Tây Nguyên. Thì tôi được vào xem thì tôi mê quá, tôi bỏ cái công việc nhà nước mà tôi đang làm, tôi xin về và tôi thi vào cái đoàn ca múa của tỉnh và được tuyển chọn vào làm một ca sĩ cho đoàn. Thế đến một thời gian sau 7 năm là diễn viên hát đơn ca cho đoàn ca múa chuyên nghiệp và đi mấy năm thì nó sẽ có một cái cuộc gọi là liên hoan hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thì tôi hát những cái bài đơn ca thì chọn bài rất khó, vì những cái bài cho đơn ca nam giọng tenor nó hơi hiếm. Thì lúc đó cái nhu cầu tự dưng là tôi nghĩ là tôi phải sáng tác cho tôi hát. Thì cái tác phẩm đầu tay là hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì tôi cũng đạt giải A, là tự biên tự diễn ấy. Thì từ đó là nó kích thích mình viết, cứ viết mãi. Xong đến 7 năm sau, từ năm 75 đến 7 năm sau thì tôi xin thi vào nhạc viện, học khoa, thi vào cái đại học sáng tác chính quy. Và vào cho nó học, xong rồi bắt đầu từ đó là tôi về là tôi coi như giải nghệ hát. Và tôi chỉ sáng tác cho đoàn ca múa và cho tỉnh qua những cái ca khúc và tìm hiểu về dân ca Tây Nguyên nhiều. Vì sống trên đó mình có cái nhu cầu đó, khán giả cũng có cái nhu cầu nghe nhạc Tây Nguyên nhiều. Cho nên hầu hết các cái tác phẩm tôi viết về đề tài về cao nguyên là chính. Đấy là cái con đường đi đến sáng tác, từ lúc tập sáng tác những tác phẩm đầu tay và cho đến khi vào nhạc viện. Vào nhạc viện rồi thì bắt đầu từ đó là đi theo con đường sáng tác chuyên nghiệp. Người ta nói chính chất Tây Nguyên, hồn Tây Nguyên đã tạo nên một nhạc sĩ Mạnh Trí. Anh nghĩ gì về cái điều này? Cái nhận định đó của gọi là người ta đó, tức là còn đối diện công chúng đó, là nhận định rất đúng. Tôi cũng cảm giác như vậy và bạn bè cũng đánh giá tôi như thế. Tức là khi sống ở miền đất cao nguyên Đắk Lắk, nó có cái là mình càng ngày đi vào đi biểu diễn cho đồng bào nghe, xem chương trình thì mình qua cái cảnh vật, con người và thiên nhiên thì mình yêu dần và mình muốn nói lên những cái tấm lòng của mình đối với mảnh đất Tây Nguyên. Thì sau một loạt các cái ca khúc viết về đề tài ở trên Tây Nguyên theo cái chất liệu của dân ca, chủ yếu là dân ca ED và Gia Rai, thì đến khi tôi vào nhạc viện tôi học thì lại không viết ca khúc nữa đâu, mà phải viết giao hưởng. Thì trong các tác phẩm
từ variation, từ rondo hay là sonat hoặc là đến symphony giao hưởng thì tôi đều lấy đề tài chủ đề và chất lượng chất liệu âm nhạc ED. Và sau khi tốt nghiệp thì tôi lại tiếp tục viết những cái bài hát về về cao nguyên. Mà như vậy thì bạn bè nó hay gọi tôi là một là nhạc sĩ núi đồi. Tại vì trong bài hết 90%, 90 mấy phần trăm là các ca khúc của tôi đều có chữ núi và đồi. Gần như là nó một cái sự tình cờ thôi. Là bài họ gọi tôi là nhạc sĩ núi đồi. Cũng như anh Trần Tiến ấy, người ta gọi là nhạc sĩ Trần Tiến là nhạc sĩ cháy. Bài nào cũng hay có chữ cháy thì tôi lại núi đồi, đó là một cái cũng như cái biểu tượng mà người ta đánh giá là tôi gắn liền. Nhưng đặc biệt là có một cái cuộc hội thảo liên hoan nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại cách đây khoảng 15 năm thì ở tại Kon Tum á, thì tôi có phát biểu là tôi rất cảm ơn đồng bào Tây Nguyên. Nếu không có đồng bào ở Tây Nguyên và không có dân ca Tây Nguyên thì tôi không thể trở thành một nhạc sĩ như ngày hôm nay, là một hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tôi vô cùng mang ơn cái dân ca và mảnh đất con người ở đó. Là con của một nhạc công thổi kèn trumpet trong đội nhạc của nhà thờ, mấy anh em trong gia đình Mạnh Trí hầu hết đều theo âm nhạc. Và anh cũng được đào tạo bài bản về chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cộng với năng khiếu sẵn có, nhạc sĩ đã cho ra đời nhiều bài hát mang đậm chất Tây Nguyên, định hình tên tuổi một Mạnh Trí trong lòng đông đảo khán giả yêu nhạc, như Tiếng Chiêng Trai Làng 1980, Bơ Hơi, Mùa Cà Phê Em Hát 1981, Chờ Em Xuống Núi 1981, Rừng Núi Hát Tình Ca 1983, Bài Ca Trên Đồi 1984. Chàng trai đến với người yêu giữa núi rừng, vào một đêm trời không trăng sao, nàng đã đi xa thật xa rồi. Vì cuộc chiến tranh chất độc đưa nàng khuất núi đồi, và chỉ còn tiếng sáo tiêu thao thức đêm từng đêm về, để chỉ còn tiếng ca chàng trai hát hát trên đồi cao. Một đêm bao ngỡ ngàng, đến gửi tình chào em, thời gian như vội vàng, còn đâu những tháng năm bên nhau. Chờ em bao đêm ngày, gọi em trên cung sáng cho ta gặp nhau, để anh hát lời thương lời yêu, lời của chàng đám xa đi tìm nữ thần mặt trời, lời của con tim bao ngày đêm nao nức cuộc đời. Ngày từng ngày trôi qua anh vẫn hát, ơi em yêu dấu ơi, nhớ thương anh vẫn chờ trên đồi cao anh hát những ngày bên nhau, ơi em yêu dấu ơi, nhớ thương anh vẫn chờ trên đồi cao anh hát. Năm 1987, tác phẩm giao hưởng đầu tay Đam Sang của anh ra đời, gồm 3 chương, trong đó chương 3
có phần hợp xướng được tác giả viết theo bản giao hưởng số 9 của Beethoven, đã tạo được sức thu hút lớn đối với những người quan tâm. Tiếp đó, nhiều tác phẩm khí nhạc sau này ra mắt khán thính giả, cũng theo mạch nguồn cảm hứng từ mảnh đất Ba Gian đầy nắng gió này, đánh dấu những thành công lớn trong cuộc đời sáng tác của anh. Là giảng viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, theo anh, để tìm được những tài năng âm nhạc, chúng ta phải cần làm gì? Để tìm ra được những cái tài năng âm nhạc mà nó chính xác và xứng đáng ấy, thì tôi thấy là gần đây khoảng thập niên trở lại đây thì trên phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên truyền hình ở thành phố Hồ Chí Minh, họ hay tổ chức những cái cuộc thi sinh hoạt, những cái sân chơi mà mang tính chất thi thố đâu, tức là những cái gớt thế lân, hoặc là tìm ra những cái tài năng, hoặc là những cái bài hát Việt các vân vân, Việt Nam Idol rồi đó. Thì chính là những cái đó là mới phát hiện các ca sĩ bây giờ đang nổi tiếng và thịnh hành trẻ từ Bắc chí Nam đều kinh qua những cái cuộc mà mang tính chất thi và chọn lọc. Thì đó là những cái điều rất thuận lợi, rất hay để tìm ra tài năng. Bên cạnh đó là những cái phong trào hội diễn liên hoan ca mũi nhạc của quần chúng. Thì những người làm chuyên nghiệp và chức năng của ngành văn hóa cũng như là trường văn hóa nghệ thuật thì nên đến dự xem các buổi, để chính đó mới tìm ra được những người để đào tạo tiếp tục. Chứ nếu mình ngồi không đợi họ đến thi tuyển thì hơi khó. Đặc biệt ở những tỉnh Tây Nguyên thì ta nên có những cái chuyến đi về buôn làng. Ta tổ chức liên hoan lửa trại đến cổng chiêng, rồi các cháu các em lên hát, thì lúc đó ta phát hiện được nhiều tài năng hay lắm. Và mình mời họ về học, thì như vậy thì nó mới có những cái nhân tài để tiếp tục nối tiếp những cái cha anh trước. Chứ còn nếu ta ngồi một chỗ thì sẽ không tìm ra đâu, sẽ không tìm ra những tài năng. Rất khó, vì họ xa xôi, họ không hiểu là đi thi cử gì cả. Đấy là một cái cách mà trong quá trình đào tạo tôi thấy là hiệu quả nhất, là ta đi vào, ta tìm từng buôn, từng làng và các cuộc hội diễn. Được biết anh là người con sinh ra tại thành phố Hoa Đà Lạt này. Chính vì vậy mà anh đã dành cho thành phố Đà Lạt mộng mơ một cái tình cảm rất là đặc biệt. Nhất là mỗi khi anh có dịp về thăm hay là dự trại sáng tác, lần nào anh cũng dành cho nơi đây những cái tình cảm yêu thương. Nhất là qua những tác phẩm của mình, đặc biệt là ca khúc Chữ Tình Đà Lạt Thơ. Vâng, như hồi nãy anh tâm sự thì trước khi trở thành nhạc sĩ, anh đã từng là ca sĩ. Vậy thì hôm nay anh có thể hát ca khúc này tặng cho khán giả đang xem chương trình được không? Gió mang cả tình tôi, gót mòn từng lối, sương răng chưa rơi. Ngỡ ngàng, phút đầu lưu luyến, trao lời ân ái, ước mơ bao ngày qua. Mây tím dâng buông xuống. Gắn bó cả sự nghiệp của mình với âm nhạc dân gian miền cao nguyên đất đỏ. Hầu như tất cả mọi sáng tác của anh đều từ chất liệu dân ca các dân tộc Tây Nguyên. Với tình yêu lớn dành cho âm nhạc và sức sáng tạo không ngừng, anh đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Huy chương vì sự nghiệp văn hóa quần chúng năm 2000, Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2002, Giải B chuyên ngành âm nhạc Giải thưởng văn học nghệ thuật Chư Giang Sim tỉnh Đắk Lắk năm 2010, vân vân. Nhưng điều quan trọng hơn cả là những tác phẩm của anh đã được công chúng yêu thích đón nhận. Với giai điệu lúc trầm lúc bổng, khi thì mãnh liệt, đã khiến người nghe như muốn theo lời mời gọi trong bài hát mà đến ngay với Tây Nguyên nắng gió. Nhưng dạt dào tình cảm qua những ca khúc của người nhạc sĩ núi rừng Tây Nguyên Mạnh Trí này. Rồi đám tiệc xong xuôi rồi sao? Tính sắp xếp chuyện gia đình sao vậy? Người ta nghỉ học. Sao đâu được, không có làm gì làm chứ, giờ khổ cách mấy không có để cho con nghỉ học được như vậy. Ta
không đúng thì chết 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 thì hụt hẳn. Biết bố mới tái khám về hổm nè, đi hổm là kêu tái khám đi tránh kêu quá khát mà không có tiền á. Không có được. Bây giờ thì mình nói chứ Hương nghe vậy nè. Mình nó đã khổ cái đời mình rồi thì phải gắng cố gắng cho con về sau. Trang học giỏi chứ phải gì, nó không biết lo học, nó đôi chơi ham chơi thì bỏ con như vậy được. Bây giờ Trang học giỏi thì phải cố gắng lo cho nó đi, rồi tới đâu thì mình giúp đỡ được tới đó, được khả năng mình giúp được bao nhiêu thì được. Rồi mấy mình kêu đoàn thể này người ta giúp đỡ cho. Rồi gắng cố gắng cho con học, đừng có bỏ nó vậy. Nếu mà Hương bỏ vậy sau này sẽ khổ như mình nữa. Cuộc đời mình đã khổ, đừng bao giờ để cho con nó khổ như vậy nữa. Hoàn cảnh thấy khó khăn quá, lúc đầu thì ảnh nằm chỗ rồi đó, thì có thằng trai nó cũng xây sở phụ chị. Rồi thì nó té nó mất rồi, giờ chỉ còn mình chỉ không ruộng không giường hết trơn, con nhỏ gái con đi học. Mà thấy khó khăn quá, mình bể chỉ nghỉ thì lấy gì chỉ sống. Mình đang nhiều người ta hỏi thôi sao không thuê những người làm việc tốt chứ, để vậy làm sao mà nhiều khi chỉ về chị mà không kịp. Mà chị thấy hoàn cảnh chỉ vậy rồi thôi kệ, ráng chị em bây giờ về thì phải cố gắng tranh thủ chạy lẹ lẹ qua để chị làm kia không kịp, mất mát đồ đạc. Mà chị cũng cố gắng lắm. Thấy vậy ra chị không có bỏ chị.